mịt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng. Sau phần cầu nguyện và dâng hương đến anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ cho miền Nam tự do tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ trên đại lộ Sài Gòn, thành phố Houston. Và phần 2 là buổi tưởng niệm với chương trình văn nghệ đấu tranh, cũng khai mạc vào lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4 cùng ngày. Các người bị cầm tù ở Việt Nam vì lý do tranh đấu cho sự tự do đó chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến ngày nào mà không còn những sự việc đó xảy ra nữa. It's a free Vietnam. Cho sự tranh đấu của tất cả người Việt ở đây, chúng tôi xin ông Carlson sẽ trao cái bằng tưởng lục cho cộng đồng Việt Nam. Tuổi trẻ mau tiến lên, ao ước bước theo lời nguyện. Tuổi trẻ dâng hiến cho hạnh phúc toàn dân. Tuổi trẻ vươn cánh tay dựng để sống trên công bình. Bài trừ bao bất công hạ hiếp dân mình. Đừng sợ hãi, hãy vươn lên, tranh đấu cho quê hương Việt Nam, Việt Nam mang hai. Đừng sợ hãi. Ông phải rời sớm, vì vậy ban tổ chức đã quyết định xin mời ông thị trưởng lên có vài lời phát biểu trong ngày lễ quốc hận đặc biệt ngày hôm nay. Thank you so very very much for having me this evening again for a very beautiful beautiful commemoration service as we commemorate the fall of Saigon. And look, I could not, as mayor of city of Houston, not be with you today. I was with you last year. I look forward to being with you every single year that I have the opportunity to be your mayor. I want to thank you as we commemorate the fall of Saigon. This is a very special occasion when over 60,000 United States Americans lost their lives, well over 200,000 South Vietnamese lost their lives. And then we certainly want to remember the hundreds of thousands that lost their lives in the Pacific Ocean fighting and, for their freedom and fighting against communism. And more than 125,000 that were airlifted from Saigon right here in the United States. And in this city, we have one of the largest South Vietnamese population, and I'm so honored and so proud to be with you to commemorate this very special day as the Fall of Saigon Day in Houston, Texas. Thank you.
Mr. Mayor, on behalf of the Vietnamese community, we would like to thank you very much for being here and presenting the certificate of appreciation. Vui lòng đứng lên, nghiêm chỉnh, chuẩn bị làm lễ rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêng súng chào, bắt khối quốc kỳ tiến vào vị trí an lễ. Nhạc quân hành. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của các vị tiền nhân đã dày công dựng nước, giữ nước trong suốt 4.000 năm văn hiến, xả thân để giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Và sau nghi thức chào cờ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm, và sau đó đại diện Hội đồng Liên Tôn đã dâng lời cầu nguyện. Đừng yên tiếng mà phải lên tiếng khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại như Việt Nam. Đừng yên tiếng mà phải lên tiếng khi quân thù giết hại dân ta, dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta. Trong buổi lễ, có phần phát biểu của các cấp chính quyền, đại diện tôn giáo, cộng đồng và các đoàn thể. Và cũng trong phần phát biểu, ban tổ chức nói rằng tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 là một công tác đấu tranh rất quan trọng đối với anh em chúng tôi và nhất định phải được duy trì khi đất nước còn dưới sự cai trị của Cộng sản. Công tác này phải kết hợp với các hội đoàn, nhất là giới trẻ. Thế hệ thứ nhất rồi sẽ qua đi, nhưng những người trẻ kế thừa nên giữ mãi truyền thống này để đừng quên lý do tại sao mà chúng ta phải có mặt ở đây, và hãy nên tiếp tục tranh đấu cho quê hương có được tự do, dân chủ và nhân quyền. Những gì yêu thương nhất của cuộc sống để lưu lạc đến xứ người. Sau phần nghi thức tưởng niệm là một chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Văn nghệ Cộng đồng cùng với các ca sĩ tại thành phố Houston trình diễn. Đi đâu cùng nhìn về một xa xăm, giác trăng mồ hôi nghe nhai cùng bóng các tôi, ôm với cơn dưới máu ta cười dưới ánh mặt trời, ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người vui hoàng phải chọn làm người dân nam, làm người nghe ta tiền mặt mày của nhân dân, ơi những ai còn xuống ngồi dài hồng tuôn đi lên. Lại đến cũng là thời điểm mà nỗi buồn vong quốc trở về gây xót xa trong lòng người Việt tị nạn cộng sản. Tháng 4, tháng tưởng niệm những đồng bào không may đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Kính thưa quý vị, hôm nay
cũng tại khuôn viên của khu chợ Hồng Kông 4, người Việt Houston đã tụ họp về đây, không phải là kể lại những đau thương mất mát từ tháng Tư Đen năm xưa, cũng không phải để than khóc, để làm nhục chí đấu tranh, mà hãy biến những đau thương đó thành những ngọn lửa đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự cho toàn dân Việt Nam. Và đặc biệt năm nay, chủ đề Việt Nam tôi đâu đã thúc giục đồng hương đã đến lúc hãy cùng với quốc nội đứng lên dùng lại, đòi lại đất tổ, không để giặc phương Bắc cưỡng chiếm. Không thể để tiếp tục cho những nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục bán nước cho Trung Cộng trong vòng 42 năm qua. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả vừa xem xong phóng sự buổi tưởng niệm 42 năm ngày quốc hận tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào các phóng sự kế tiếp.